Trước đây thầy Phương Đông Mỹ ban đầu khi giới thiệu Phật giáo cho tôi, đặc biệt chú trọng trong tám tông phái đại thừa, thầy nói pháp tướng và pháp tánh là triết học cao nhất. Lúc tôi theo thầy Phương, thầy Phương lúc đó khoảng 50 tuổi, có thể chưa đến 50 tuổi. Tôi lúc đó 26 tuổi, thầy khoảng hơn 40 tuổi. Thầy nói với tôi, trong Phật Pháp có tôn giáo, có triết học, thiền tông, pháp tướng tông, pháp tánh tông là triết học. Các tôn phái còn lại như Tịnh Độ đều là tôn giáo, trong này có mê tín. Đây là nhận định của nhà triết học. Có triết học cao cấp, cũng có tôn giáo mê tín. Nhưng đến những năm về già, tư tưởng của thầy đã thay đổi. Thầy dạy ở trường, tôi dự đoán ít nhất cũng là 20 năm đến 25 năm. Thầy toàn dạy về kinh điển. Ông cũng không quy y, thân phận là học giả. Đến sau cùng ông đã quy y Phật, quy y theo Hòa Thượng Quảng Khâm. Lạy Hòa Thượng Quảng Khâm làm thầy, chính thức làm đệ tử Phật. Cảnh giới lúc về già đã thay đổi nhiều. Vì thế đối với Phật Pháp, bất luận đứng trên góc độ nào để nhìn cũng không sao. Chỉ cần kiên nhẫn, không ngừng nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu, dần dần sẽ thông suốt. Chỉ sợ ta không chịu tiếp xúc nó, không chịu học nó, như vậy rất khó khăn. Sau khi thật sự rõ ràng mới biết đây là một môn học vấn lớn, nó bao hàm tất cả. Hầu như tất cả pháp thế xuất thế gian giữa vũ trụ, trong giáo lý đại thừa đều bao gồm hết. Thông thường chúng tôi giới thiệu là dùng năm khoa mục. Kinh Phật nói những gì? Nói về luân lý, nói về đạo đức, nói về nhân quả, nói về triết học, nói về khoa học, mọi phương diện đều nói đến đỉnh điểm, cứu cánh viên mãn. Quả là không dễ. Lúc đó vì tôi học triết học, thầy Phương nhìn từ góc độ triết học nên nói nó là triết học cao nhất trên thế gian. Chúng tôi học suốt 60 năm. Bây giờ lại xem những kinh điển đại thừa, không những là triết học cao cấp mà còn là khoa học cao cấp. Chúng ta thấy hiện nay đây là các nhà khoa học đỉnh cao trên thế giới. Báo cáo nghiên cứu của họ, chúng ta xem hiểu ngay. Những gì họ nói không có gì khác với kinh điển đại thừa. Chúng ta muốn hỏi làm sao Phật chứng được?
Sở dĩ chư Phật Bồ Tát chứng được, vì bí mật giữa vũ trụ là dùng tịch diệt. Tịch là tịch tịnh, diệt là đoạn diệt. Đối với tập khí phiền não mà nói, như kiến cơ phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đều đoạn tận, tập khí cũng không còn. Tướng thanh tịnh tịch diệt của tự tánh hiển tiền. Đây là tướng gì? Không thể nói được. Ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất. Hình như đều có thể nhìn thấy, có thể tưởng tượng được. Nghĩa là lục căn chúng ta có thể duyên được ba loại hiện tượng này. Trong tự tánh không có ba loại hiện tượng này, nó đều không phải. Nó không phải hiện tượng vật chất, không phải hiện tượng tinh thần, cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Sáu căn không duyên được. Vì sao vậy? Vì lục căn là hư vọng, không phải chân. Vọng có thể duyên được vọng, không duyên được chân. Thế nào mới có thể duyên được chân? Buông bỏ vọng tưởng, chân liền hiện tiền. Chính là đạo lý này.